danh sách xuất phát của họ chỉ có một ngoại binh, đó là Lucas Vinicius. Trong trận đấu này thì Hà Nội cũng sẽ không có sự góp mặt của Ziyadi, người đang gặp chấn thương. Ziyadi đã gặp chấn thương ở trận đấu gặp câu lạc bộ BKMX Bình Dương, trận đấu mà đội chủ nhà đã giành thắng lợi với tỷ số 5-1. Còn đây là đội xuất phát của câu lạc bộ Nam Định ở trong trận đấu này. Họ sẽ có sự trở lại của Mai Xuân Quyết, một trong những nhân tố quan trọng trên hàng tấn công, tạo ra một chiếc mỏ neo có thể nói là cực kỳ hữu hiệu ở hàng tiền vệ của câu lạc bộ Nam Định. Không được. Văn Toàn đưa vào. Đây sẽ là một cú dứt điểm tuyệt vời. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Đó là 3 ghi bàn của Hai Long. Có lẽ là đã từ rất rất lâu rồi người ta mới thấy Hai Long ghi bàn ở V-League từ một tình huống sút xa. Bàn thắng mở tỷ số đã đến ở ngay phút thi đấu thứ tư của trận đấu này. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Áp lực dồn dập và sau đó thì Hai Long là người đã tận dụng được cơ hội. Bóng đã đổi hướng và khiến cho thủ môn Đinh Xuân Việt của đội khách Nam Định không thể làm gì hơn. Niềm vui đã đến với các cổ động viên của đội bóng thủ đô từ rất sớm. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Áp lực liên tiếp và ngay khi bóng bật ra là một cú đá chân trái. Một lần nữa hãy cùng xem lại pha bóng đã dẫn tới bàn thắng của câu lạc bộ Hà Nội. Người phá bóng ra là Mạnh Hùng. Công bằng mà nói thì vào thời điểm này những yếu tố lợi thế đang thuộc về đội bóng thủ đô khá nhiều. Một pha xử lý có thể nói là rất lập bập của thủ môn Đinh Xuân Việt. Một pha bóng tưởng chừng như đơn giản, nhưng cuối cùng thì thủ môn này lại khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Tiếp tục là lỗi việt vị. Đinh Xuân Việt có lẽ đã gặp vấn đề ở cổ tay trái từ tình huống mà anh đã tranh chấp cùng với Lucao. Cự ly tương đối xa và với dáng lấy đà này thì đây sẽ là một pha phối hợp, chứ khó có khả năng sẽ là một tình huống sút thẳng đến thành đối phương. Một chơi bóng của Văn Quyết. Đánh đâu! 2-0. Không ai kèm cả. Đoàn Văn Hậu vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và mang lại niềm vui cho cổ động viên của Hà Nội lần thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống tổ chức phòng ngự vô cùng sơ hở của đội khách Nam Định. Tỷ số là 2-0. Đây là huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, người đang có mặt trên khán đài và theo dõi trận đấu này. Văn Hậu đang trở lại rất mạnh mẽ và đang khẳng định lại vị trí của mình một cách chắc chắn. Môn Đinh Xuân Việt của đội khách chỉ biết đứng nhìn, bởi đó là một tình huống đánh đầu cận thành của Đoàn Văn Hậu. Hãy cùng xem lại pha bóng này, không có ai theo kèm Đoàn Văn Hậu cả. Người kiến tạo là đội trưởng Văn Quyết. Chừa trước đó có 2 phút thôi thì Văn Hậu cũng có một cú đánh đầu ở cự ly gần. Quả bóng mà các trợ lý trọng tài đã căng cờ báo hiệu việt vị. Nhưng lần này thì Đoàn Văn Hậu đã ghi tên mình lên bảng tỷ số 2-0 sau 30 phút thi đấu. Các cổ động viên của Hà Nội đã có 2 lần ăn mừng ở hiệp đấu này. Những đường truyền xẻ nách xuống biên và sau đó quặt ngược trở lại cho tuyến 2 băng vào dứt điểm. Cú chạm bóng của Lucao. Trương Văn Thái Quý. Vào! 3-0 rồi. Có vẻ như hiệp 1 là một hiệp đấu đơn giản với đội bóng thủ đô. 35 phút, họ có 3 pha lập công. Người vừa ghi bàn đó là Bùi Hoàng Việt Anh. Và cũng giống như Đoàn Văn Hậu, một hậu vệ khác ở tình huống nâng tỷ số lên 2-0. Không có ai theo kèm với Bùi Hoàng Việt Anh khi anh dứt điểm. Một hiệp đấu mà phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định quá hớ hênh. Tỷ số là 3-0. Tỷ số là 3-0 sau 35 phút thi đấu.
Và Hà Nội đang được chơi trên sân nhà, đội đầu bảng. Đây có lẽ là một trong những thời điểm mà người ta rất khó tin rằng Nam Định sẽ có thể có điểm ngày hôm nay. Hãy cùng xem lại một lần nữa pha phối hợp. Sự tinh quái được thể hiện bằng cách các cầu thủ Hà Nội thực hiện pha phối hợp đá phạt góc nhanh. Đường chuyền của Trương Văn Thái Quý, và sau đó Bùi Hoàng Việt Anh là người đã kết thúc nó bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Sau hiệp đấu đầu tiên sau thì 35 phút thi đấu với 3 bàn thắng tạo ra cho Hà Nội một lợi thế cực lớn. Và đây là một tình huống mà họ còn có lợi thế về số lượng người tấn công. Lucao, vẫn là Lucao, không vào. Phút đầu tiên của hiệp 2 và Hà Nội ngay lập tức có được cơ hội để nâng tỷ số lên 4-0. Vẫn là hài lòng. Và đi bóng của Hài Long rất hay. Hài Long cơ hội Văn Quyết và tỷ số là 4-0. Từ những nỗ lực cá nhân cho tới tính tập thể ở những tuyến đập nhà cuối cùng, Văn Quyết là người đã kết thúc và phối hợp quá đẹp mắt vừa rồi của câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số là 4-0. Niềm vui lần thứ tư đến với các cổ động viên của đội bóng thủ đô. Đó là bàn thắng thứ 5 của Văn Quyết ở mùa giải năm nay. Không quá khi nói rằng Văn Quyết là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất ở bình diện V-League 2022 cho tới điểm này. Tầm quan trọng với đội bóng, khả năng kiến tạo và ghi bàn. Hãy cùng xem lại cú sửa lòng chính xác của Văn Quyết. Và tỷ số là 4-0. Và lại thêm một cơ hội nữa dành cho Lucao. Khi mà chúng ta còn đang theo dõi tình huống quay chậm thì đã có bàn thắng thứ 5 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. 5-0 và họ đã cân bằng với thành tích ghi bàn ở trận đấu với câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Lần thứ 2 liên tiếp trên sân vận động Hoàng Đẫy, câu lạc bộ Hà Nội có được 5 bàn thắng vào lưới đối thủ. Và đây đang là trận thắng đậm nhất của họ ở V-League 2022. Sau khi Văn Quyết có pha lập công thứ 5 cho cá nhân anh nâng tỷ số lên 4-0 thì tới lượt Lucao cũng đã lên tiếng, cũng là bàn thắng thứ 5 của Lucao mùa này. Và ở vòng đấu thứ 20, vòng đấu tiếp theo thì câu lạc bộ Nam Định sẽ nghỉ thi đấu và tạo cơ hội cho những đội bóng bám đuổi có cơ hội vươn lên. Đó thực sự là một nỗi buồn. Khống chế bóng và dứt điểm. Bàn thắng đầu tiên dành cho Nam Định. Lần đầu tiên các cổ động viên của Nam Định có được niềm vui để ăn mừng một pha lập công ở trận đấu này. Chỉ một bàn thắng thôi nhưng nó đang tạo ra cho các cổ động viên của Nam Định một sự vực dậy về mặt tinh thần. Họ phải chứng kiến đội nhà đón nhận tới 5 bàn thua. Và cho tới thời điểm này, sau 55 phút thi đấu, Nam Định mới có được bàn thắng đầu tiên của Mạnh Hùng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng đã dẫn tới bàn thắng của Mạnh Hùng. Cú đá của Đinh Viết Tú và tình huống tiếp cận ở cự ly gần. Khó có thể coi đây sẽ là điểm khởi đầu cho một cuộc lội ngược dòng nào đó. Bởi nếu như điều đó xảy ra thì đó thực sự là một cơn địa chấn mà kể từ khi V-League bắt đầu được thành lập thì cũng chẳng có đội bóng nào tạo ra được một cơn địa chấn khi bị dẫn trước tới 5 bàn mà lại có điểm. Cú sút của Mạnh Hùng vào! Rất bất ngờ! Mạnh Hùng đã có cú đúp. Bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ Nam Định. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-5. Đúng là Hà Nội đã trùng xuống với cách phòng ngự của họ khi có được cách biệt lớn về mặt tỷ số. Sự thiếu quyết liệt của Đoàn Văn Hậu và Mạnh Hùng đã nhanh chân có được bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Cú đá của Mạnh Hùng một lần nữa đã mang lại niềm vui cho các cổ động viên của Nam Định.
Họ đã chờ đợi rất lâu sau khi phải đón nhận tới 5 bàn thua. Thì bây giờ đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vừa có pha lập công thứ hai. Tuy nhiên thì cách biệt là chỉ dừng lại ở con số 3 cho tới thời điểm này, thay vì là 5 giống như ở cách đây. Vũ Minh Tuấn! Không thể hiểu tại sao Vũ Minh Tuấn lại bỏ lỡ một cơ hội như vừa rồi. Thật sự đáng tiếc. Cũng đã có thời gian để cho Vũ Minh Tuấn vào đà và cố gắng tạo ra cho mình một cú sút tốt nhất. Nhưng đó lại trở thành một bóng lập bập. Cơ hội hiếm hoi để cho Vũ Minh Tuấn có thể tạo nên một dấu ấn